Vâng, em lo mong Bắc Giang lại xin được gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác làm thợ nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Rất vui cho em khi ngày hôm nay lại gặp lại các bác trong một cái chương trình giới thiệu về một số vật tư về ngành ong mật của shop em đang cung cấp ra ngoài thị trường phục vụ các bác. Và trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì cho phép em xin nói qua về cái cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop. Shop em thì ở Bắc Giang, cụ thể là ở tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Các bác ở gần thì các bác đến trực tiếp bên cơ sở bên em tham quan cái dây chuyền sản xuất chân tầng của nhà em đây, cũng như là xem hàng, mua hàng trực tiếp luôn. Thế còn các bác nào ở xa không có điều kiện đến được tận nơi thì các bác tham khảo qua video, qua những bác thợ nuôi ong mà đã lấy hàng ở shop em rồi, các bác tham khảo qua ý kiến các bác xem là shop em bán hàng như thế nào. Sau đó là các bác gọi điện trực tiếp qua số máy em để ở phần tiêu đề, ở phần mô tả. Số máy đó thì là có Zalo, cả hai số đó thì em sẽ là người trực tiếp tư vấn, báo giá cụ thể và chốt đơn để gửi hàng sớm nhất cho các bác. Và cũng xin là cảm ơn một số bác khách hàng vừa rồi ấy, bác cũng đóng góp ý kiến, bác bảo là chán cái chương trình quảng cáo của shop rồi, không báo giá công khai thì em là người buôn bán, các bác cũng có thể là người buôn bán thì cái gì công khai được thì em sẽ công khai giá, thế còn cái gì không công khai được thì em cũng vào tận nơi em comment, em xin số điện thoại để em gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bác, như thế còn thế nào nữa hả các bác. Đấy, một số các bác đấy xem được video này thì các bác lưu ý giúp em nhé. Cái gì công khai giá được thì em công khai giá, còn không công khai giá được thì các bác thông cảm, em sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn cho các bác. Đó, và ngoài cung cấp vật tư ngành ong ra thì nhà em là một cơ sở chuyên sản xuất chân tầng ong nội miền Bắc với lỗ ô lăng là 46. Thì các bác cứ yên tâm sử dụng cái chân tầng nhà em thì đảm bảo các bác về ong nó xây cực kỳ là nhanh, tiếp thu nó rất là nhanh và phát triển tốt. Đó. Thời gian vừa qua thì các bác cũng biết ý, ở miền Bắc thì mưa rất là nhiều. Một số địa phương các bác thì ong cũng đã lấy mật được rất nhiều rồi nhưng mà chưa quay được vì thời tiết mưa. Đấy, còn như nhà em thì chậm đơn hàng của một số các bác thì cũng là do đây. Hiện nay thì ở Bắc Giang em đang trong cái vụ thu hoạch vải thiều chín sớm. Đó. Vườn nhà em thì cũng có vài tấn nhưng mà ngày hôm nay thì không có người làm các bác. Thì cũng bẻ được vài tạ để đi kịp cái đơn hàng của người ta lái buôn đến lấy. Ở đây là bố em vừa làm sản xuất chân tầng. Nhá, xin chào tất cả anh em nhá. Vải mua chân tầng thì đến gặp gia đình nhá. Đấy, bố em thì là vừa ông chủ sản xuất chân tầng đấy, còn vừa là chủ một trang trại. Nhà em rất là rộng nên các bác có dịp đến thì giao lưu tham quan. Vải thì ở Bắc Giang anh em đây. Cũng rất là vất vả để cho ra được cái trái ngọt như này các bác, như là các bác nuôi ong ấy, chăm chút con ong để ý đến nó thì mới cho ra được những giọt mật ngọt được. Đó. Chia sẻ cũng như là giao lưu các bác một chút. Các bác mà ở gần thì đến nhà em thưởng thức cái hương vị của trái vải thiều chín sớm. Vải này thì nói thật các bác là bảo vải sạch là sạch thật nhưng bảo không phun thuốc thì không phải, cũng phun thuốc được 1-2 lần thôi, không phun nhiều, nhưng chỗ khác phun đến lúc bán thì thôi, thì nhà em không làm thế. Vải này ăn trực tiếp luôn. Đó. Rồi quay trở lại nội dung chính thì ngày hôm nay thì em giới thiệu qua thôi. Như chân tầng thì nhà em sản xuất thì quay lên cho các bác xem rất là nhiều rồi. Mỏ hàn này, mỗi lần các bác mà mua cùng với cả chân tầng thì cái mỏ hàn này thì nó cũng rất là tiện. Làm thì nó cả ông nội ông ngoại đều dùng được, và cái loại này là loại cải tiến. Nó có hơn 100.000 một cái thôi, đằng nào các bác cũng sắm thì các bác sắm cho mình luôn, đỡ phải đi mượn. Đi mượn nhiều cũng ngại ấy. 1-2 lần đến lần thứ 3, thứ 4 người ta cũng không thích đâu. Đấy, làm đến một cái về tự làm. Nếu các bác nào mà thợ nghiệp dư chưa biết cách hàn thì gọi video cho em. Em sẽ hướng dẫn các bác hàn bằng được một cái chân tầng vào trong cầu ong căng sẵn để các bác lao cầu cho nong thì thôi nhé. Vậy đấy là cái sản phẩm chân tầng cũng như mỏ hàn. Đó. Ngoài ra thì có dao cắt lắp vít này. Dao cắt lắp vít làm bằng nhíp ô tô. Đấy, loại này là nhà em đàn thủ công, không phải cái loại dập công nghiệp inox mà dùng 1-2 lần nó cùn là các bác vứt đi nhá. Đây, loại này bẻ cong không gãy này. Nó có 3 lưỡi này thì các bác cứ dùng cùn các bác lại mài đi, dùng nó rất là bền. Chổi quét ong. Chổi quét ong này thì thường các bác ong ngoại thì các bác sử dụng rất là nhiều. Bởi vì là trước đây thì em có cái loại chổi mà đan bằng cái nhựa ấy, nhưng mà loại đấy hại ong lắm. Nhà em không kinh doanh nữa, nhà em chỉ kinh doanh cái loại chổi bằng lông ngựa này thôi. Quét nó sẽ không hại ong. Khi mà gửi hàng đi cho các bác về cái mỏ hàn sẽ đóng nguyên đai nguyên kiện như này. Còn cái mỏ hàn lúc nãy là nhà em sử dụng rồi, tiện quay quảng cáo cho các bác thôi. Tấm chắn chúa lên kế này, dành cho các bác nào mà đam mê nuôi ong thùng kế. Thế còn về đồ bảo hộ chống ong đốt thì nhà em ở đây có mũ bảo hộ chống ong đốt, thì có hàng cao cấp nhất là mũ cao bồi. Đó.
Tiếp lưới ở tầm trung thì có mũ dằn di à, hai mặt, đằng sau là lưới trắng, đằng trước là lưới đen, để các bác quan sát ong sẽ không bị lóa. Và cái hàng bình dân thì có hàng dằn di một mặt như này đó, cũng chống ong đốt rất là an toàn nhé. Vậy áo liền mũ thì nhà em còn cái áo liền mũ trắng đó. Loại này thì mặc nó rất là mát, mà các bác nào mà nuôi ong ngoại mà dùng cái áo này thì nhìn như ông Tây luôn nhé. Đó. Từ cái thông, ngoài những cái vật tư trên màn hình các bác thấy ra thì từ cái vật tư to nhất như là cái thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu đến thùng nuôi, thùng kế, cầu nuôi. Đó thì bên em có cung cấp đến những vật tư nhỏ như trên màn hình các bác thấy này. Cái kim di trùng này, kim di trùng nhà em có hai loại, loại cao cấp và cái loại bình dân này, quản chúa này, má mỏ vịt cho ông ăn này. Đây thì có cả bút đánh dấu chúa, dọ nhốt chúa lò xo, dọ đốt chúa nhựa, dọ nhốt chúa lục lăng, máng cho ông ăn. Máng cho ông ăn thì nhà em có cả máng gác xà cầu nữa, chắn chúa cửa, vân vân, rất nhiều vật tư về ngong thì nhà em có cung cấp. Thì ngày hôm nay em không chi tiết vào cái sản phẩm nào cả, xin thông báo các bác như vậy thôi. Cảm ơn các bác đã xem hết video và xin chúc các bác là có những giao dịch thành công với shop em. Các bác nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ liên tục đăng tải trên kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác ạ.